xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này sao quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu? Ngang bước tôi trông giặc tàu ngoài sâm. Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu? Sao đan tâm làm tay sai cho tàu? Để ngàn sau ghi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào. Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm 1000 năm hay triền miên tâm tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn? Vietnam is an important country, and that the people need to own Vietnam, not China, not the Communist Party. Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu? Ngang bước tôi trông giặc tàu ngoài sâm. Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu? Sao đan tâm làm tay sai cho tàu? Để ngàn sau ghi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào. Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm 1000 năm hay triền miên tâm tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam? Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam?